Rất nhiều cô gái khẳng định rằng nếu đã chia tay, họ tuyệt đối cắt đứt mọi liên lạc, coi người yêu cũ như người xa lạ. Bởi đó là cách tốt nhất để những người đến sau không phải bận lòng, ghen tuông, nghi ngờ. Tuy nhiên, không ít người vẫn thích đi ngược lại số đông, chọn làm bạn sau chia tay. Và cô gái trẻ có tên K. L là một ví dụ. Không chỉ coi người yêu cũ như một người bạn bình thường thi thoảng nói chuyện, nhắn tin, K. L còn chủ động mời người yêu cũ tới dự đám cưới. Nào ngờ đâu, đây mới là lúc cô thất kinh vì phong bì cưới với lời nhắn cực hiểm của anh chàng. Câu chuyện này ngay sau khi được chia sẻ đã xôn xao. Theo đó, cô gái này khổ sở kể lại, em với người yêu cũ chia tay cũng được hơn một năm rồi. Sau khi chia tay thì bọn em vẫn nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn. Chính vì thế nên em mời nó đến dự đám cưới của em. Vậy mà nó lại đối xử với em như thế này đây. Em cứ ngỡ đêm tân hôn sẽ là một đêm lãng mạn nhất nhưng không, nó lại là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời em. Sau khi chồng em đọc được những dòng chữ này thì anh ấy chửi em không ra gì. Ảnh chụp màn hình. Không rõ trong quá khứ ca. L có làm gì nên tội nên tình với anh chàng người yêu cũ mà giờ bị trả đũa một dấu đau đớn thế này. Thử hỏi, có mấy anh chồng bình tĩnh được khi đọc dòng nhắn nhủ tình tứ từ người yêu cũ của vợ, chúc em hạnh phúc nhé. Nếu chồng em có phát hiện ra em đã từng phá thai hai lần thì cứ quay lại với anh. Anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Yêu em. Ký tên, người yêu cũ. Tuy nhiên, cả L cũng có đính chính rằng không có chuyện phá thai, đây là do người yêu cũ dựng chuyện chơi thăm cô mà thôi. Lúc này, dư luận mới tỏ ra vô cùng phẫn nộ chỉ trích anh chàng người yêu cũ của cô nàng. Thế nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên người yêu cũ tặng quà và sự thật hết hồn. Trước đó không lâu, dân tình cũng dậy sóng vì câu chuyện món quà từ người yêu cũ của chồng nhân ngày đầy tháng con. Ảnh chụp màn hình. Theo đó, hôm ấy có một người bạn của chồng dúi vào tay cô vợ chiếc phong bì nói là người yêu cũ chồng mừng đầy tháng cháu. Do bận rộn nên mệt mỏi, người vợ trẻ cũng không để ý. Cho tới sáng hôm sau, con ngủ dậy mới nhớ ra chiếc phong bì. Lúc mở ra thì thấy ngay một tờ tiền mệnh giá cũng tương đối lớn, 500k. Thế nhưng thứ giá trị hơn cả lại chính là chiếc que thử thai hai vạt đỏ chói. Nhận được phong bì với mệnh giá 500k của người yêu cũ của chồng cứ tưởng cô ta cũng có tâm. Nhưng sự thật lại là que thử thai hai vạt khiến cô vợ vừa sinh lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi, lo lắng, cô đã gọi điện cho chồng để hỏi rõ sự tình. Mặc dù anh chồng chối đầy đẩy và trấn an cô rồi bảo tối về nói chuyện, thế nhưng cô vợ vẫn bật khóc trong đau đớn. Không rõ đó có phải một chiêu chơi xấu của người yêu cũ hay giữa hai người thật sự có gì, nhưng dân mạng vẫn tỏ ra đồng cảm và khuyên nhủ cô vợ mới sinh này nên bình tĩnh. Những câu chuyện liên quan người yêu cũ luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Một lần khác, câu chuyện mừng tiền người yêu cũ nhân dịp đám cưới cũng thu hút đông đảo dân mạng. Theo như câu chuyện được chia sẻ thì cô nàng này được người yêu cũ mời cưới đúng tháng cô hồn. Cô quyết định sẽ đi phong bì 500k. Tuy nhiên, khi thể với cô bạn thân thì lập tức nhận được câu hỏi ngầm thể hiện sự phản đối. Tao bảo, mày định mừng cưới người yêu cũ 5 lít cơ à? Sao tưởng chia tay xong coi như người yêu cũ đã chết mà vẫn mừng cưới hẳn 5 lít thế? Nhưng có vẻ cô nàng này coi người yêu cũ như đã chết theo đúng nghĩa đen thật. Bên trong phong bì ấy là tờ tiền mệnh giá 500k, chỉ có điều là tiền oan phủ. Không rõ gì tức giận, cay cú, hay muốn trông người yêu cũ mà cô nàng này đã gửi phong bì thế này. Nhưng chắc chắn người nhận cũng giật mình khi mở ra thấy tờ tiền này. Quả là một chiêu cao tay khiến đối phương hết hồn. Thế mới nói không phải ngẫu nhiên mọi người đều tuyên bố sau chia tay thì hãy xem nhau như người lạ từng quen.